Vừa qua tại Ninh Bình đã diễn ra hội thao công nhân viên chức lao động lần thứ 3 năm 2015 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC tổ chức. Hội thao công nhân viên chức lao động của EVN-NPC thu hút sự tham gia của 34 đoàn với hơn 500 vận động viên đại diện cho 27.000 công nhân viên chức lao động trong các đơn vị trực thuộc trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Ba môn thi đấu tại hội thao gồm bóng bàn, quần vợt, cầu lông được chia làm nhiều nội dung thi đấu đơn và đôi dành cho nam và nữ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Mạnh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN-NPC, trưởng ban tổ chức hội thao cho biết, trong những năm qua, phong trào văn hóa của NPC luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm, định hướng phát triển sâu rộng, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện nhiệm vụ chính trị và kết quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Hội thao cũng là cơ hội để cán bộ công nhân viên chức lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của từng địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong tổng công ty, qua đó góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.